Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình thì xin hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình làm cái video này các bạn, bởi vì có một số bạn thắc mắc là sao cái Thai Clan các bạn trả lãi vì không có đủ ha. Bị thiếu. Đó, hôm nay là thứ ba thì hôm nó trả lãi ngày hôm qua các bạn. Và mình kiểm tra cũng thấy như vậy là không có trả lãi đủ. À, thì mình cũng đã tìm được cái câu trả lời từ nhóm chính thức của Việt Nam nha, Tham Store của Việt Nam thì họ trả lời rồi. À, tuy nhiên mà để trước khi đi vào cái câu trả lời đó thì mình nhắc nhở các bạn là nên điểm danh nha các bạn, điểm danh Tham Store nha. Thì các bạn nào mới đăng ký không biết thì mình luôn luôn nhắc nhở các bạn đăng ký điểm danh nha, bằng cách là các bạn bấm vào cái app Tham Store này ha, mỗi ngày các bạn bấm vào đây. Đừng quên nha các bạn, quên là nó chỉ khóa, quên không điểm danh mỗi ngày, đúng 3-4 ngày nó khóa tài khoản nha các bạn nha. Cho nên là các bạn phải điểm danh hàng ngày. Rồi, cách điểm danh này các bạn chú ý nha. Những bạn nào chưa biết thì theo dõi nè. Đó, thì khi nó ra các bạn màn hình mờ dưới đây các bạn, mà có chữ là kiểm tra điểm danh ngay bây giờ, thì các bạn bấm vào cái ô tròn này nha. Đó, đó các bạn bấm ô tròn đó ha, bấm vô cho các bạn. Đó, bấm vô thì nó chuyển ra như thế này các bạn. Thì các bạn bấm vào cái chữ list stamp này ha. Nhớ bấm các bạn nha. Đặc biệt là những là bạn mới á, các bạn mới đăng ký app Thai Store á thì lưu ý nha, để điểm danh nha, chứ không phải là vô app là điểm danh đâu. Cho nên là các bạn không điểm danh các bạn, mình thấy tài khoản đăng ký chết rất là nhiều nha. Rồi các bạn bấm vào list stamp này. Và đây các bạn đã để ý nè. Đây là 905 nha. Khi mà list một cái nó sẽ tăng điểm lên các bạn nha. Nó tăng lên 2 điểm. Nha, nói chung một cái. Thì ở đây của mình là nó tăng lên 2 điểm, nhưng mà ở đây là lên tới là 7 điểm luôn các bạn, bởi vì lý do là mình có xem cái quà tặng quảng cáo á. Không? Xem cái quà tặng quảng cáo cho nên là nó mới ra cái được cái điểm là được thêm 5 điểm thưởng nữa các bạn, cho nên là 7 điểm. Đó cái điểm này các bạn, 7 điểm nè. Lý do là xem quảng cáo nó được tặng cho 5 điểm cộng với 2 điểm điểm danh đó là 7 các bạn. Chứ không phải là nó cộng cho 7 điểm đâu. Nó lên 912. Đó thì các bạn muốn kiếm điểm danh á thì các bạn đi vào cái này. Lỗi vô đi vào đây nè các bạn, đó. Đó các bạn thấy phần quà nó nhảy nhảy nè. Đó chẳng hạn như giờ mình lít vô đây thấy không? Nó ra cái bảng này ha, cái bảng này mình giải thích rồi. Ha. Rồi các bạn muốn kiếm điểm danh thì nè, nó tặng điểm danh nè các bạn. Nè điểm danh nè. Đó. Thì các bạn muốn xem muốn kiếm nó hên xui các bạn. Đây là phần thưởng của nó, là nó hên xui, nó ra những cái này nè, nó hên xui thôi. Chẳng hạn giờ mình lít quát app nè, quát đi ha. Đó thì nó ra vậy nè ha. Các bạn tắt đi. Ha, mà nó cái số dây này nó nhảy các bạn. Số dây này nó nhảy nè, 12 12 nè. Đến khi nào nó đủ thì thôi. Nó đủ rồi cái để thôi là đó. Thì các bạn muốn xem thì Tham Store nó có tiền, còn các bạn không cần xem thì cũng không sao ha. Chứ không có ép ha, cái này là quà tặng thôi. Đó, khi mà xong các bạn bấm vô cái dấu X nè, trên cùng nè. Bấm vào đây. Đó, bây giờ nó không tặng, mà tặng cho mình có 0.2T các bạn, quá thấp đúng không? Rồi các bạn bấm vào Get Item, các bạn nhận nha. Rồi bấm vào đây. Đó, vậy thôi. Đầu 30 phút tiếng gì đó là nó sẽ nổi lên cái phần quà tiếp, các bạn bấm tiếp nha. Rồi, như vậy là việc điểm danh xong rồi các bạn ha. Mỗi ngày các bạn làm như vậy là được. Rồi, bây giờ chúng ta xem là Tham Store nó trả lời như thế nào về câu hỏi mà thiếu thiếu mất cái việc trả thưởng Thai Clan Bota nha các bạn. Đây nè. Đó người ta trả lời nè. Good Thai Store người ta trả lời nè. Hôm nay khoản hỗ bồi thường Thai Clan Bota bù lãi suất trị giá một ngày vẫn chưa được thanh toán. Đó có nghĩa là các bạn mà nhìn mà ví dụ các bạn có hai miếng đất thì sau 7 ngày đã được 14 điểm. Nhưng bây giờ mất hết một ngày có nghĩa là các bạn có 12 điểm thôi. Thì nó chưa có bù lại, lý do là đây là lỗi do xung đột giữa các máy chủ và hiện đang được khắc phục. Đó, khoản lãi chưa được thanh toán sẽ được thanh toán trong vòng 2-3 ngày tới. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn. Đó, có nghĩa là do xung đột giữa các máy chủ nha, cho nên là chúng ta không nhận được phần lãi đó, thì nó sẽ bù lại ha. Có thể là bù lại 2-3 ngày sau hoặc là bù lại vào thứ ba tuần tới nha. Cho nên các bạn yên tâm, không có mất của mình đâu. Ha, ai mà thấy cái lỗi này thì ok, còn không có thì thôi. Không sao nha các bạn nha. Rồi, nó chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn. Còn ai chưa đăng ký app Thai Store thì các bạn hãy đi vào mô tả video của mình á. Ha, thì thấy cái bài hướng dẫn
đầy đủ các bạn, có video hướng dẫn luôn, có cách đăng ký và có video hướng dẫn điểm danh luôn các bạn. Các bạn xem và làm theo nha. Và với mã giới thiệu của mình là Picasso. Bởi vì các bạn tranh thủ lại các bạn, nay tháng 8 mà đến ngày 10 tháng 10 thì nó sẽ giảm tốc độ đi còn một nửa các bạn. Nên các bạn không đào thì sau này rất là khó kiếm được tê nha. Rồi, nếu ai không hiểu gì có thể bình luận dưới video, mình sẽ giúp các bạn nha các bạn. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách sử dụng mã giới thiệu Picasso trên màn hình nha các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất. Mình hay cập nhật về Time Stop trên YouTube nha. Các bạn cứ vô kênh mình là xem là ok. Bởi vì mình là người cập nhật nhiều nhất trên YouTube nha các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.